Hoan hỉ chào đón quý ông bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập hành trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập hành trình gửi tới quý cô bác anh chị, đó chính là nội dung như sau. Giới tử vi tiết lộ cực chuẩn đúng tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm 2024, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, thần tài trả ơn, bất ngờ đổi vận phát tài, trả sạch nợ nần, giàu như vũ bảo, tiền vàng ngập két, giàu có khó ai sánh bằng. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thân mến, nhiều người hỏi tôi rằng, không hiểu sao họ sống đã quá nửa đời người mà vẫn không hết khổ, tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm ngày tháng mà vẫn nợ nần, túng quẫn, không ngóc đầu lên được. Nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì, cũng thừa hưởng cả gia tài, cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời mấy kiếp cũng không hết, đó là do số mệnh an bài của mỗi người. Và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Theo những bậc thầy tử vi phương Đông, họ dựa vào mệnh số con giáp và ngày tháng năm sinh, cùng với sự xem xét dịch chuyển của các sao chiếu mệnh, thì thấy được duy nhất trong 3 tháng giữa năm 2024 này, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, may mắn được rất nhiều phúc tinh chiếu mệnh, thần tài che chở, mà ban cho vận may bất ngờ, và được cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mà phất lên như diều gặp gió. Vậy, vận may nào sẽ đến với người tuổi Ất Tỵ, làm sao để tận dụng triệt để các cơ hội đang tới? Tất cả những điều này đều sẽ được Minh Đường Tử Vi giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Sự may mắn cũng như vận quý nhân của mệnh chủ không chỉ đơn giản do mệnh tốt, mệnh quý, mà có được còn là nhờ chính bản thân con giáp này tốt bụng và chân thành trong đối nhân xử thế. Dường như chẳng khó khăn nào có thể làm Ất Tỵ ngã gục khi mà luôn có quý nhân bên cạnh. Mệnh chủ dũng cảm, kiên cường, làm gì cũng nỗ lực hết mình, nên sẽ được mọi người yêu mến, cũng được không ít người giúp đỡ, ủng hộ trong công việc, cũng như trong cuộc sống. Nhờ thế mà đường đời cũng bằng phẳng hơn gấp nhiều phần, dù đang trong hoàn cảnh khó khăn, thì con giáp này cũng sẽ lạc quan, yêu đời, coi việc giúp người cũng là giúp mình, chứ chẳng đòi hỏi được báo đáp. Con giáp này cả đời luôn được quý nhân ở bên tương trợ, cũng một phần nhờ thế mà may mắn luôn ở bên mình, muốn gì được nấy. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch 2024, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý cô bác điểm nhanh tính cách của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, mệnh phúc đăng hỏa, lửa đèn nhỏ, xương con rắn, tướng tinh con trâu, cuộc đời được bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. Ất Tỵ thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc chu đáo, ít khi bị sai lầm, tính thường đa nghi và thích làm những việc riêng một mình, âm thầm và kín đáo. Chính vì thế, từ trong ẩn khuất nhìn ra họ dễ thấy được cái hay cái dở của người khác và rút kinh nghiệm. Khi hành động họ thường có kết quả dễ thành công, mỗi người có lý tưởng cao xa, nhưng chỉ cần thành công buổi ban đầu của giai đoạn trước 30 tuổi. Đây là thời vàng son, thông minh, hiếu học, nhiều tư tưởng, có óc khám phá, nghị luận sắc bén. Nếu bớt đa nghi với người khác thì thật là hoàn hảo. Ất Tỵ thở nhỏ khá vất vả, về sau mới được an nhàn. Nếu sinh vào mùa xuân và mùa hạ thì được số sung sướng, nhàn hạ, đặng sinh vào mùa thu và mùa đông thì vất vả cực nhọc về thân xác lẫn tinh thần. Tuổi Ất Tỵ cuộc đời gặp nhiều may mắn như người hay khổ tâm, dù cuộc có đủ đầy tuổi nhỏ vất vả đến hậu vận thì mới được an nhàn. Ất Tỵ sinh năm 1965, có đầu óc tư duy, luôn suy nghĩ tính toán kỹ càng, cần mẫn. Một khi đã quyết định điều gì họ sẽ không thay đổi và luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm không quan tâm đến bất cứ điều gì,
kỳ thực là nội tâm họ lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Người này thông minh tài trí cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật, nhưng phúc lộc cũng đủ đầy, họ thường được lợi được người khác phái giúp đỡ. Nếu theo con đường học hành thì khả năng thành công lại càng cao, nhờ có trí tuệ cho nên làm gì cũng sẽ thuận lợi hơn, vạn sự tiến hành theo chính đạo thì tất được cát lành. Tuy nhiên, bạn nên điều tiết cảm xúc, tránh trở nên quá độc đoán sẽ mất đi khả năng phán đoán chính xác, dẫn đến thất bại, phá tài hao lộc. Ất Tỵ 1965, mệnh phúc đăng hỏa, là người có khả năng quan sát rất tốt, phản ứng lanh lẹ, linh hoạt, cũng có khả năng ứng biến với người. Họ có kỹ năng giao tiếp rất tốt, có thể nói là có tài xạ giao, dễ làm quen với người khác, tính tình hoạt bát, họ thích các hoạt động sôi nổi, cũng hay làm những chuyện hoang đường hay những hành động ngoài sức tưởng tượng để gây ra sự chú ý với mọi người, thì họ là những diễn viên và vũ công bẩm sinh. Họ không hay tự nghĩ ra chuyện để lừa gạt mọi người, nhưng họ biết cách làm thế nào để người khác đặt lòng tin vào mình. Bản thân tuổi Tỵ sinh năm này có một sức cuốn hút rất mãnh liệt và quyến rũ của họ được bộc lộ rất tự nhiên. Điều này có lợi cho họ rất nhiều trong sự nghiệp. Nếu tham gia vào chính trị, họ có thể giành được địa vị khá cao nhờ vào tài, ăn nói và sức quyến rũ của mình. Tuy nhiên, người này cần phải xác định rõ vị trí của mình, mục tiêu và phương hướng phát triển của bản thân thì mới có thể đi đúng con đường. Theo luận giải tử vi cho thấy, so với tử vi những tháng trước, vận khí của tháng 5, 6, 7 âm lịch Giáp Thìn 2024 được đánh giá là có những khởi sắc rõ ràng hơn hẳn. Thế nhưng mà có sự đột phá mạnh mẽ thì vẫn chưa phải lúc, quý mệnh vẫn chú trọng sự ổn định thì hơn. Đây là thời điểm cuối cùng trong năm, sự nghiệp bán cát bán hung, có được cát tinh che chở, nhưng cũng không ít hung tinh rình rập và gây ra điều tướng thị phi, bất cứ lúc nào. Chính vì thế bạn nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình nhé, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió. Về tiền bạc, phương diện này được cho là có nhiều điểm sáng, tích lũy nhiều tiền của, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn, thì lúc này cũng hứa hẹn có được nhiều nguồn thu nhập đổ về. Chính vì thế các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu mà không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Tình cảm do ngũ hành xung khắc, lại bị hung tinh chủ về nhân duyên trắc trở là cô thần chiếu mệnh, nên các mối quan hệ nhìn chung khá ảm đạm, điểm báo là có sự rạn nứt nghiêm trọng, có thể dẫn đến việc đường ai nấy đi, ly hôn, còn người độc thân khó có cơ hội cải thiện hiện trạng. Sức khỏe trong thời gian giữa năm này có nhiều sao xấu tọa mệnh gây hung hiểm cho sức khỏe. Chính vì thế bạn đi đứng thận trọng, kẻo gặp tai nạn bất ngờ, nhẹ thì bị thương ngoài da, chảy máu, nghiêm trọng có thể về động chạm dao kéo. Vậy, chi tiết các phương diện cuộc sống của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong 3 tháng là tháng 5, 6 và 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 sẽ như thế nào? Đầu tiên là về mặt sự nghiệp. Trong 3 tháng giữa năm Giáp Thìn 2024, Ất Tỵ may mắn không gặp hình hay khắc thái tuế, sự nghiệp dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm dễ thở sau khi phải chịu nhiều biến động từ năm trước đó. Công việc nhìn chung trong khoảng thời gian này không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc thì ắt gặt hái thành quả xứng đáng, nếu có sự chủ động thì hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Biểu hiện và chất lượng công việc sẽ nói rõ năng lực của bản thân tới đâu. Đó là lý do Ất Tỵ chỉ cần chú tâm và gắng hết sức mình, cấp trên sẽ có những đánh giá xứng đáng với màn thể hiện của bạn. Đặc biệt, tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị, rất có lợi cho những ai đang có ý định ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp cao hơn. Do đó, nếu đang cầu chức thì nên đặt ra một lộ trình nỗ lực rõ ràng cho mình. Ngược lại, người mang tâm lý an nhàn, ngại va chạm, tất nhiên vận trình vẫn cứ đều đều, không tăng không giảm, nhưng nếu đó là lựa chọn bạn thì cũng không có gì phải lo lắng. Cần đặc biệt lưu ý, thiên quan quý thủy xuất hiện, thiên quan chủ về gánh vác công việc vất vả, nhiều áp lực, chẳng những ít sự đồng hành hỗ trợ từ người khác, mà có thể đối mặt với tiểu nhân chọc phá, họa thị phi điều tiếng rèm pha, có thể ập tới bất cứ lúc nào, bạn nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió. Thêm sự xuất hiện của hung tinh phá toái và phi liêm, công việc dễ có sự phá hoại từ bên ngoài. Do đó, trong 3 tháng cuối này nếu có mong muốn có sự đột phá mạnh mẽ thì vẫn chưa phải lúc, quý mệnh vẫn nên chú trọng sự ổn định thì hơn. Công việc chủ thủ không nên chủ công, lấy tĩnh chế động, làm tốt công việc hiện tại, không tham lam vô độ, ôm đồn nhiều việc, nhảy việc, chuyển ngành nghề, không tự mình gây sóng gió.
càng ở thời điểm vận trình có trợ lực nhất định theo từng giai đoạn, cái chính là quý mệnh càng cần suy nghĩ tích cực, hành sự thận trọng và không ngừng nỗ lực vươn lên, thành công sẽ tới. Về mặt tài lộc, tử vi nhận định về phương diện tài lộc, 3 tháng giữa năm 2024, tài chính của Ất Tỵ nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống. Tất cả là nhờ vào cái khí của thiên tài. Thứ tài trong năm sẽ là nguồn thu chủ yếu của quý mệnh, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này. Hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về, bạn càng xông xáo, có sự chủ động trong mọi việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình thì càng dễ thu lợi. Còn nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm nấy sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra. Thậm chí dù có lợi thế nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt, nhìn được đấy nhưng lại không nắm bắt được. Tuy vậy, hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cẩu cảnh báo các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh. Nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt quý mệnh cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo. Người kinh doanh được khuyên làm ăn buôn bán phải thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Để giữ được lợi thế của mình, bạn có thể dành thêm thời gian quan sát đối thủ. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thông qua việc quan sát đó, bạn vừa có thể nắm bắt hướng đi của đối thủ để có phương án phòng bị phù hợp, lại vừa có thể học tập từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân. Trong thời gian này, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản cần chú ý theo dõi biến động thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm gây thiệt hại tiền của. Tiếp theo là về mặt tình cảm gia đạo. 3 tháng giữa năm 2024 được dự đoán không phải là một năm thuận lợi về mặt nhân duyên của Ất Tỵ. Thậm chí nếu không xử lý tốt các mối quan hệ cũng như kiểm soát cảm xúc của mình thì Ất Tỵ còn có thể đối mặt với đổ vỡ chia ly. Đây là năm ngũ hành quý mệnh xung khắc với ngũ hành năm. Vợ chồng đôi lứa đang trong quá trình tìm hiểu đều dễ xảy ra mâu thuẫn, đôi khi chỉ vì vấn đề nhỏ, nhưng khơi mào những trận tranh luận nảy lửa. Chỉ vì không ai muốn là bên yếu thế, tranh cãi gay gắt vốn chẳng thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì mà lại khiến đôi bên đều khó chịu, ấm ức trong lòng. Tình cảm đắp xây vốn chẳng hề dễ dàng, nếu cả bạn và người ấy chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của mình mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương, thì tình yêu lớn đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn tình hình. Trong khi đó, các cặp đôi yêu xa, dễ vì xa mặt nên cách lòng, xin nhiều nỗi hờn ghen, giận dỗi vì thiếu cảm giác an toàn, niềm tin không đủ lớn sẽ luôn có sự nghi ngờ. Lời khuyên cho quý mệnh là nên thành thật với nửa kia về những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Hung tinh chủ về nhân duyên trắc trở là cô thần chiếu mệnh, ảnh hưởng mạnh mẽ tới người độc thân trên hành trình tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Chính cô thần khiến dù trong năm quý mệnh có xu hướng giao thiệp rộng rãi bên ngoài, nhưng luôn có cảm giác bất an, thiếu sự tin tưởng vào người xung quanh, nhất là đối tượng khác giới, từ đó tự mình rơi vào trạng thái cô lập phiền muộn. Nhân duyên chưa kịp nở đã tàn, nhìn chung những trục trặc ở phương diện tình cảm trong 3 tháng giữa năm Giáp Thìn 2024 này của tuổi Đinh Tỵ đa phần đều xuất phát từ chính bạn, do đó bạn nên điều chỉnh lại bản thân, cố gắng học cách kiểm soát cảm xúc thì mọi việc sẽ không quá mức rối ren, tình cảm nên để diễn ra tự nhiên nhất có thể mới bền vững lâu dài. Về mặt sức khỏe, bước sang 3 tháng giữa năm 2024, tuổi Ất Tỵ bị hung tinh tang môn, thiên cẩu hoành hành, nên sức khỏe sa sút, điềm báo còn dễ xảy ra tai nạn, thương tật với mức độ không hề đơn giản. Dù là người lớn tuổi hay thanh niên trai tráng, trẻ nhỏ đều khó tránh những ảnh hưởng bất lợi như rối loạn giấc ngủ, ăn uống kém ngon, lâu ngày còn có thể ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và công việc. Đặc biệt, sức ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh không hề nhỏ, không những gây ra trở lực, sự cố cho phương diện công việc, tranh chấp kiện tụng pháp luật mà còn gây tai nạn bất ngờ, khó lường trước về sức khỏe như va chạm xe cộ, té ngã, bị đuối nước. Quý mệnh cần hết sức cẩn trọng khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh hoặc môn thể thao mạo hiểm, tham gia giao thông nên tuân thủ đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và giữ tỉnh táo. Lại có cô thần ảnh hưởng nên rất dễ nảy sinh tâm lý cô đơn buồn tủi, khiến tinh thần sa sút, nhiều nỗi phiền lo, dần sinh tâm bệnh, dẫn tới tình trạng mệt mỏi, ăn ngủ đều kém, lười, hoặc sợ vận động, cân nặng tăng giảm bất thường. Ất Tỵ cần học cách chia sẻ nhiều hơn với bạn bè người thân, không phải việc gì cũng giữ kín trong lòng,
để rồi tâm tính u uất, cơ thể tiềm tàn bệnh tật ốm đau. Quý mệnh Ất Tỵ, ngoài chú trọng nâng cao sức khỏe bản thân, cũng nên quan tâm hơn tới tình hình thân thể người thân. Nếu trong nhà có người dễ đau ốm, người lớn tuổi thì càng cần có sự thăm khám định kỳ để nắm bắt được tình hình sức khỏe, tránh tình trạng ủ bệnh. Tiếp sau đây là luận giải tử vi vận trình chi tiết từng tháng, cũng như cẩm nang vượng, vận dành riêng cho tuổi Ất Tỵ 1965 trong 3 tháng giữa năm 2024. Tử vi tháng 5 tuổi Ất Tỵ âm lịch 2024. Tháng này có nhiều thăng trầm, thế nhưng nếu biết tập trung vào những điều tích cực thì cuộc sống vẫn rất vui vẻ hạnh phúc. Theo dõi tử vi của 12 con giáp âm lịch, về phương diện công danh của Ất Tỵ lúc này, có nhiều thăng trầm khó lường, nhưng dù sao đây cũng là cơ hội để quý mệnh thể hiện bản lĩnh của mình trong việc kiểm soát vấn đề. Thiên quan dự báo có những rắc rối khó lường khiến bản mệnh phải phiền lòng bận tâm. Ngay lúc này không nên phó mặt cho số phận hay thờ ơ với mọi thứ xung quanh, vì bạn đủ khả năng để chuyển bại thành thắng trong thời gian ngắn. Bạn có thể phá vỡ những lề thói quan niệm cũ trong công việc để bước sang một giai đoạn mới. Lúc này khá khó khăn mệt mỏi, nhưng tương lai bạn sẽ có những bước tiến đáng kể. Thời gian này, người đang tìm việc thì quá lo lắng, bận rộn với nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau, nhưng kết quả không như ý. Bạn cần điều chỉnh hướng đi mới, cải thiện kỹ năng còn thiếu để chinh phục giấc mơ của mình. Tử vi tháng 5 tuổi Ất Tỵ âm lịch cho thấy, vận trình tài lộc của Ất Tỵ thăng trầm không ổn định chút nào. Thế nên ngay khi kiếm được tiền nên để dành tiết kiệm, không nên tiêu xài hoang phí. Trong khi đó khi khó khăn thì càng tìm cách để cải thiện kỹ năng kiếm tiền của mình, học hỏi thêm để khai thác các cơ hội đầu tư một cách hiệu quả. Trước khi đi chợ hay siêu thị, nên cẩn thận ghi hết những món đồ cần mua ra giấy. Lúc đi mua thì chỉ đến đúng chỗ, không nên lang thang ngắm nghía thêm, vì có nguy cơ bạn mua nhiều hơn so với những gì mình cần. Tháng này đừng quên kiểm tra xem khóa cửa ra vào và cửa sổ trong nhà có còn hoạt động tốt hay không. Khi ra ngoài thì cần cất giữ những vật dụng có giá trị để giảm bớt tổn thất về tiền bạc. Về phương diện tình duyên, tháng này ngũ hành Tỵ Hợi xung khắc, cho thấy vận trình tình cảm của con giáp tuổi Ất Tỵ không được thuận lợi trong tháng 5 âm lịch. Thất xích bay về phương chính nam, phụ nữ trong gia đình bạn có thể bất hòa, gây chia rẽ nội bộ, khiến bầu không khí trong nhà căng thẳng. Phần chính tháng 5 âm lịch này của Ất Tỵ có nhiều quyết tâm trong việc cải thiện sức khỏe, nhưng không phải khi nào bạn cũng có thể thực hiện được. Tuy nhiên đó cũng là bước tiến so với chính bạn trước đây, một người không nghĩ tới thể dục thể thao. Thời gian này, thức ăn quá nóng hay quá lạnh đều không tốt cho sức khỏe. Chú ý ưu tiên đồ ấm, mềm nhạt, lưu tâm hơn tới vấn đề ăn uống, nên ưu tiên đồ ăn theo mùa vị. Chúng hỗ trợ năng lượng cho bạn rất tốt. Nếu bị bệnh, nên ưu tiên các phương thức chữa trị thông thường có tính phổ biến. Đừng xem thường những thứ đơn giản xung quanh chúng ta. Những phương pháp mới chưa chắc đã phù hợp với bạn. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Thân, tiểu nhân là tuổi Tuất. Màu sắc may mắn, màu đen. Con số phát lộc là số 38 và số 74. Tiếp theo là tử vi tháng 6 âm lịch 2024. Mục tiêu của quý mệnh khá rõ ràng, nên có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ âm lịch dự đoán, quý mệnh sẽ có khá nhiều việc phải bận tâm trong tháng này. Khi kiếp tài xuất hiện, đôi khi đứng trước một sự việc trắng đen chưa rõ ràng thì đừng vội kết luận. Một số người thi thoảng có cảm giác kiệt sức, có thể gây ra một số mâu thuẫn với đồng nghiệp trong công việc, hoặc sự áp đặt của cấp trên khiến bạn mệt mỏi, chán nản, không muốn đi làm nữa. Ảnh hưởng của đế vượng nên bạn quá kỳ vọng vào điều bản thân có thể làm được. Thực tế là bạn đã làm rất tốt rồi, thế nên đừng tự trách bản thân nữa nhé. Chỉ là bạn đang cố so sánh thành tích của mình với người cao hơn mà thôi. Tử vi tháng của 12 con giáp âm lịch dự báo, phương diện tài chính của Ất Tỵ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, khiến bạn cảm thấy thoải mái, tự tin hơn trước rất nhiều. Nếu đã có dự định mua một món đồ nào thì đây là thời điểm khá thích hợp cho bạn đấy. Tuy nhiên nên cân nhắc giá cả và xem xét trước khi ra quyết định để tránh lãng phí tiền nhé. Nguyệt lệnh tháng này rơi vào đế vượng cũng khá tốt cho đường quan lộc, nhất là những ai chăm chỉ, không ngại khó khăn, chịu khó để vượt lên hoàn cảnh của mình, tìm ra những giải pháp tích cực nhất để có thể cải thiện thu nhập bằng những khoản thu từ nhỏ đến lớn. Khi công sức được công nhận có thêm tiền bạc để nâng cấp cuộc sống và giúp đỡ mọi người xung quanh, Ất Tỵ càng thấy trân trọng giá trị sức lao động của mình hơn. Trong tháng 6 âm lịch, tin vui là vận trình tình cảm của Ất Tỵ có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan khéo léo của quý mệnh.
những cặp vợ chồng thời gian này được ở bên con cái nhiều hơn. Cả hai không chỉ cùng nhau đi qua thăng trầm cuộc sống, mà còn hỗ trợ nhau rất nhiều trong việc chăm sóc con cái, gia đình nội ngoại đôi bên. Vận trình sức khỏe của Quý Mệnh có nhiều thay đổi, lúc lên lúc xuống, khó có thể dự đoán được. Thế nên khi có cảm giác mình đang khỏe mạnh cũng không được chủ quan, nên tránh xa các hoạt động quá sức, ngay cả trong việc tập luyện. Đừng đột ngột nâng cao độ khó khi mà bạn chưa có đủ thời gian thích nghi, hãy chỉ nên cố gắng một chút một. Nếu cố gắng thể hiện nhưng khả năng chưa tới thì sẽ lại nhận lấy hậu quả về sức khỏe. Điều này không nên một chút nào. Ảnh hưởng của sao Thái Tuế không thể xem thường, có điểm báo bất cẩn trong việc di chuyển, hạn chế việc tai nạn có thể xảy ra, nên luôn tỉnh táo khi điều khiển xe cộ. Thời tiết tháng này chuyển lạnh, khá khó chịu, bạn cũng phải bận lòng về sức khỏe của con trẻ hoặc người lớn tuổi trong gia đình, cố gắng chuẩn bị cho họ những bữa ăn đủ chất nhé. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Thìn, tiểu nhân là tuổi Mão, màu sắc may mắn là màu vàng, con số phát lộc là 84 và số 19. Tử vi tháng 7 năm 2024, tuổi Ất Tỵ âm lịch. Ất Tỵ được tài tinh và nhiều các tinh hậu thuẫn, mọi việc trong tháng chạp này đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Thần may mắn đang đứng về phía bạn, nên quý mệnh nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân. Phần chính công việc trong cả tháng được đánh giá là đầu xuôi đuôi lọt, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới. Các kế hoạch cũ mới đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Ngay từ những ngày đầu tháng chạp, đã có thể được trao khá nhiều trọng trách. Đây cũng là cơ hội để phát huy thế mạnh và chứng tỏ sự nhạy bén của mình. Bất cứ cơ hội nào đến cũng khó lòng mà thoát khỏi được bàn tay của quý mệnh. Thêm vào đó, Ất Tỵ còn có quý nhân giúp sức nên được rìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Dù vậy thì cũng nên nhận sự giúp đỡ đó một cách kín đáo, giữ thái độ khiêm tốn và không ngừng thể hiện mình có năng lực, nên xứng đáng được như vậy, có thế mới tránh được những thị phi không đáng có. Bên cạnh đó thì thiên đức cát tinh xuất hiện, cũng tạo điều kiện để Định Tỵ chăm chút cho các mối quan hệ xã giao, tìm kiếm thêm những sự hậu thuẫn đa dạng khác. Sự khéo léo cộng với tinh thần đồng lòng, đồng sức trong văn phòng, càng khiến con đường tiến thân của bạn được rộng mở. Ất Tỵ nhận ra rằng, mình càng chủ động và linh hoạt bao nhiêu, thì cơ hội đạt được thành công lại càng dễ đến bấy nhiêu. Điều này sẽ mang thêm rất nhiều động lực và những thành công đạt được ngay từ bước đi đầu là tín hiệu tốt lành cho thấy bạn đang đi đúng đường, đúng hướng. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập dịp giữa năm. Vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Về mặt tài lộc, đây cũng sẽ là một tháng tài khí của Ất Tỵ tăng cao ngút ngàn bên cạnh sự nghiệp. Tài lộc của quý mệnh trong tháng khá sáng, tài tinh liên tục gia tăng độ trì, tiền bạc kiếm về túi chẳng lúc nào dứt. Người làm công việc cố định trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập chính đều được cải thiện, công việc việc suôn sẻ thì tất nhiên cũng kéo theo tài chính dư giả. Nhất là khi chính tài cho thấy những biểu hiện xuất sắc của bạn sẽ giúp đường tiến thân rộng mở, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định về sau. Tam hội cục giúp việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi, các hạng mục đầu tư với đối tác đều diễn ra ổn thỏa, lợi nhuận thu về rất khả quan. Cũng nhờ tháng cận Tết nên tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, đơn hàng tới tấp. Nhân đà này, quý mệnh nên tính toán cho những bước xa hơn sau Tết, quan sát để nắm được xu thế phát triển cùng nhu cầu của thị trường. Từ đó nhập hàng có định hướng rõ ràng, nên làm mọi thứ có chừng mực nhất định. Bạn lúc này chớ nên tiến hành ồ ạt, kẻo dẫn tới tình trạng hàng Tết tồn kho, ra Tết rất khó để xử lý. Nhìn chung, sẽ không có gì phải lo lắng về tài chính, cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình, thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Dù kế hoạch sắm Tết nguyên đáng khiến bạn tốn một khoảng không nhỏ, nhưng quý mệnh đã sớm có kế hoạch rõ ràng cho từng việc, nên không cần phải lo lắng. Ngoài ra, bạn cũng nên sắp xếp để đòi lại những khoản nợ cũ trước đó. Với cát khí đang vượng, khả năng thu hồi tiền nợ cũ về túi cũng sẽ cao hơn nếu có thể kết thúc ngay trong năm cũ, thì chớ để dây dưa sang năm mới làm gì, mọi chuyện sẽ rất khó nói trước. Đây là tháng có bán hợp che chở, nên đường tình duyên của Ất Tỵ có đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên rất rộng mở, hạnh phúc đông đầy cho cả người độc thân, lẫn người đã có đôi có cặp, giúp làm tăng sức hút, tạo ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ, sẽ rất có lợi cho người độc thân, sớm tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp. Trong khi đó, người đã có đôi hay các cặp vợ chồng cũng hàn gắn được rạn nứt nhanh chóng, gìn giữ hòa khí gia đình, gia đạo trong ấm ngoài êm, dù có phát sinh xung đột thì cũng sớm được hóa giải. Các thành viên sum vầy chuẩn bị đón Tết,
vào cuối tháng, không khí đón Tết càng khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau vông vén và trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón năm mới an lành. Về sức khỏe, trong tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn này, quý mệnh thể trạng tốt, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh là điểm báo có thể xảy ra thương tật hoặc họa huyết quang. Do đó, Ất Tỵ cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác. Thời điểm giữa năm sẽ diễn ra nhiều buổi tụ tập ăn uống liên hoan, nên hạn chế đồ uống có cồn và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ để tránh gia tăng gánh nặng cho gan. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Ngọ, tiểu nhân là Dậu, màu sắc may mắn là màu tím, con số phát lộc là số 96 và số 77. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, đã từ rất lâu, lời dạy của Đức Phật vẫn luôn được xem là kim chỉ nam, chỉ đường dẫn lối cho chúng ta trong việc chỉnh đốn thái độ và hành vi của mình. Vì thế, không chỉ có đệ tử của Ngài mà cả thường dân cũng rất muốn xin lời khuyên của Ngài. Có một lần một người hỏi Đức Phật về cách có thể giúp tránh xui xẻo hay không, Ngài đã kể lại một câu chuyện về chú vẹt đã thoát chết nhờ thực hiện được hai điều quan trọng. Trước đây có một con vẹt sống trên một ngọn núi quanh năm phủ đầy tuyết, chú vẹt thường đi kiếm ăn về cho bố mẹ, vì họ đều bị mù nên không thể bay lượn tự do như chú. Cũng thời điểm đó, có người nông dân vừa gieo hạt, vừa thề rằng nếu mùa này thu hoạch khá, ông sẽ chia sẻ thành quả với mọi sinh vật sống trên đời. Nghe được tin này, đúng mùa gặt bội thu cũng là lúc chú vẹt đã thường xuyên đến đây để lấy lúa chín đem về cho bố mẹ. Một ngày đi thăm cánh đồng, có những bông lúa sai chĩu hạt, thì người nông dân nhận ra có nhiều bông lúa đã bị mổ hết hạt chỉ còn trơ lại thân cây. Người này liền đặt bẫy với quyết tâm bắt bằng được thủ phạm mới thôi. Ngay ngày hôm sau, ông đi lại bẫy và thấy một chú vẹt đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tấm lưới đã giăng sẵn trên đầu nó. Con vẹt nói với người nông dân, chính ông hứa từ lúc gieo hạt rằng sẽ chia sẻ lương thực của mình, thì tôi mới dám tới đây lấy những hạt lúa về cơ mà. Tại sao ông tức giận và đặt bẫy? Ông muốn chia sẻ như vị thế, một vị vua muốn được chăm lo cho các thần dân của mình. Với vai trò là một người dân, tôi cảm thấy biết ơn vì ông đã phân phát lòng tốt của mình như đã hứa. Cảm động trước những gì chú vẹt nói, người nông dân hỏi lại, vậy ngươi đem lúa của ta cho ai? Con vẹt đáp lại, tôi lấy lúa để nuôi bố mẹ vì bố mẹ tôi bị mù. Nghe thế người nông dân bảo con vẹt rằng, từ nay trở đi, người cứ tới đây lấy bao nhiêu hạt lúa tùy ý ta sẵn lòng giúp đỡ. Được biết chú vẹt trong câu chuyện này là tiền thân của Đức Phật, còn người nông dân đã giúp đỡ nó chính là Sariputta, một trong những đệ tử vĩ đại nhất của Ngài trong kiếp sau. Vẹt bố mẹ là tiền thân của Đức Vua Suddhodana và Hoàng hậu Maya, hai bậc thân sinh của Thái tử Siddhartha Gautama, Tất Đạt Đa Cổ Đàm. Kết thúc câu chuyện, Đức Phật đã hỏi lại, vậy các người có biết có những việc gì có thể mang lại những điều tốt lành cho chúng ta không? Trong khi mọi người còn phân vân thì Ngài cho hay, có hai việc có thể ngay lập tức mang lại niềm vui và hạnh phúc, thậm chí là may mắn lớn cho chúng ta. Thứ nhất đó là hiếu kính với cha mẹ, thứ hai là làm những việc tốt ngay trong ngôi nhà của mình. Tương tự như vậy, có hai tội lỗi sẽ gây ra hậu quả xấu ngay lập tức và chắc chắn sẽ dẫn con người ta tới địa ngục. Thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ, thứ hai là làm những việc xấu ngay trong ngôi nhà của mình. 1. Hiếu kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, cách tránh xui đầu tiên đó là thể hiện lòng hiếu kính với cha mẹ. Hầu hết chúng ta xem thường việc này vì mãi đuổi theo những mục tiêu xa vời trong cuộc sống, mà quên đi giá trị chân thực nhất. Những ngày đầu năm, hoặc khi làm ăn không tốt, chúng ta mãi sắm xính lễ cầu khấn mong có được may mắn khắp nơi, nhưng lại quên mất rằng hiếu thảo với cha mẹ là cách hiện số, cải thiện số mệnh tốt nhất. Các con thường nghĩ rằng, cứ kiếm tiền thật nhiều để bố mẹ tự hào, hoặc dùng tiền sửa nhà, mua sắm mọi thứ cho bố mẹ thì mới là hiếu thảo. Việc này không sai, cũng chỉ đúng được một phần, vì đâu phải ai cũng có điều kiện để kiếm ra tiền. Vậy chúng ta thể hiện lòng hiếu thảo như thế nào? Bất cứ thời điểm bạn nghèo hay giàu, đều có thể hiếu thảo với đấng sinh thành, việc này không cần phải đợi. Điều mà bố mẹ bạn cần là cảm giác an toàn, là chỗ dựa về tinh thần, đôi khi chỉ vài câu hỏi thăm cũng đủ giúp họ có cảm giác an ủi, thay vì gắt gỏng khi họ làm sai. Hoặc đáng chí thì bạn nên nhẹ nhàng từ tốn. Vậy hãy thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ ngay từ hôm nay bằng những việc từ nhỏ tới lớn. Chính những người luôn ý thức việc thể hiện sự hiếu kính với cha mẹ thì đi đâu cũng được tôn trọng, từ đó ắt sẽ kết được nhiều duyên lành, cuộc sống ắt sẽ gặp được nhiều may mắn thuận lợi và đó là cách giải quyết tuyệt vời nhất để giải xui. 2. Làm việc tốt ngay trong nhà mình.
Hầu hết mọi người thường hay có tâm lý nhường nhịn người ngoài, nhưng lại dễ gắt gỏng với người nhà, vì chúng ta biết rằng họ dễ dàng tha thứ cho mình. Lâu dần ta khiến tình cảm mai một vì những câu nói vô tình. Bạn nên hiểu rằng, chỉ khi đủ nhân duyên thì chúng ta mới có cơ may cùng sinh ra trong một nhà, hay trở thành họ hàng, người thân của nhau. Chúng ta nếu không biết quý trọng nhân duyên này thì chẳng có duyên lành nào dám xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa. Cuộc đời này tuân theo luật hấp dẫn, nếu bạn thể hiện mình thích điều gì thì điều đó càng nhiều lên. Tình yêu thương đơn giản chỉ trao cho người nhà thôi cũng đủ giúp bạn có thêm tình yêu từ những người khác. Trân trọng, yêu thương, giúp đỡ và bảo vệ họ không chỉ là trách nhiệm của ta với họ, mà còn là trách nhiệm của ta với chính bản thân mình. Thờ ơ, không quan tâm, thậm chí tranh chấp hay đối xử tồi tệ với họ là con đường ngắn nhất dẫn ta đến với bất hạnh, với một tuổi già cô đơn, thậm chí chết trong cô độc. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5, 6-7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, cho người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.